các bạn, mình là chuyên viên tư vấn hỗ trợ của website muket.com. À, hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn cho những bạn mà chưa biết cách thay đổi địa chỉ tài khoản Google sang quốc gia Hoa Kỳ. À, đầu tiên thì các bạn truy cập vào website muket.com, kéo xuống phần bên dưới, các bạn lựa chọn cách đổi địa chỉ tài khoản Google. ở đây thì có đã ghi rõ tất cả các bước. À, thay đổi địa chỉ trên điện thoại và trên máy tính là tương tự nhau. Mình sẽ thao tác ở trên máy tính. À, bước đầu tiên đăng nhập vào tài khoản google wallet. Bước thứ hai bấm vào icon menu có 3 gạch. Đây là icon menu có 3 gạch. Bước thứ ba bấm vào payment method phương thức thanh toán. Nó ở dòng thứ ba. Đây chính là form để điền thông tin Ở đây thì mình xin lưu ý với các bạn Đó là không nên lấy những cái địa chỉ đã có sẵn ở trên trang web hoặc trên hình Bởi vì những cái địa chỉ này đã có quá nhiều người sử dụng nó Sẽ gây ra những cái hiện tượng trùng đập về thông tin tài khoản à, Nếu các bạn lấy những cái địa chỉ này để đăng ký Thứ nhất nó sẽ không thể thay đổi được quốc gia hoặc nếu thay đổi được quốc gia thì sau một thời gian nó sẽ bắt các bạn phải xác minh vì đây là tài khoản ảo nên là nó khó để giải quyết được vấn đề mình khuyên các bạn là nên lấy tài khoản ở trang web này các bạn tạo một tài khoản mới kéo xuống phần bên dưới đây là một dãy số gồm 16 chữ số chính là số thẻ Đây là tháng, 5. các bạn cóp hai số cuối thôi nhé đây là cpc kéo lên trên đây chính là tên của chủ thẻ đây là dòng địa chỉ thành phố tỉnh và mã zip. Các bạn copy hai dòng này. Paste vào dòng địa chỉ đầu tiên. Khi paste vào dòng địa chỉ đầu tiên nó sẽ hiển thị ra cho các bạn những dòng địa chỉ gợi ý. Các bạn kích vào dòng địa chỉ gợi ý đầu tiên. Lúc này nó sẽ tự động tạo ra cho các bạn thành phố, tỉnh và mã zip. Các bạn chỉ việc paste lại vào dòng địa chỉ, xóa đi thành phố, tỉnh và mã zip. Lúc này các bạn đã hoàn tất được uh, thông phần tiền thông tin tài khoản các bạn ấn lưu, à, lúc này nó sẽ hiển thị ra cho các bạn một lỗi thông báo, nhưng là lỗi này nó không quan trọng, các bạn ấn lưu lại lần nữa. các bạn có thể kiểm tra thành quả ở đây. Đó, như vậy là các bạn đã thay đổi được quốc gia, tên và địa chỉ sang Hoa Kỳ rồi. Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là các bạn còn vướng vướng mắc chỗ nào thì các bạn có thể comment bên dưới để mình có thể giải đáp cho các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.